thơm quá. Tháng 5 cả nhà. Nếu mà chúng ta đã mình tiếp nối cái tháng 4 mà bữa trước mình chia sẻ cái đầu hoa tử đằng ha. Và ngay bây giờ là nếu mà anh chị em mình rảnh rỗi vào những ngày tháng 5, đầu tháng 5 cho đến đầu tháng 6, nếu mà anh chị em mình có sở thích về bông hoa thì mình chia sẻ một cái điều kiện khác, đó là học trên xe ở tỉnh Chiba nha cả nhà. Thế thì mọi người biết không, thực sự thì KC nó là một cái vườn hồng lớn nhất thuộc tỉnh Chiba, và đi đến đây cũng rất là thuận tiện nha cả nhà. Anh chị em mình hoàn toàn có thể xuất phát từ nhà ga và chỉ có đi bộ chút xíu, khoảng tầm 10 đến 15 phút là tới. Mình để ngay địa chỉ cũng giống như là cái cách đi từ nhà ga đến vườn hồng ha, ở trong phần mô tả video, anh chị em mình sẽ xem nha. Thì thật sự thì mà nói thì vườn hồng mà nó là vườn hồng mà nên là nó sẽ ngập tràn hoa hồng mọi người ạ. À, có rất nhiều loại hoa hồng nha. Theo thông tin mình biết được là nó có khoảng tầm 10.000 gốc cây bông hồng, với nằm ở trong cái khoảng mà 1.500 chủng loại, và người ta trồng rất nhiều. Và tất nhiên là đây là một cái nơi nổi tiếng và dùng để tham quan nên là người ta thiết kế rất là đẹp mọi người ơi. À, khi mà đập vào mắt chúng ta, nói chung là khi mà bước đến cái vị trí này rồi, khi bước đến cái gần cái nơi, gần cái công viên của cái địa điểm này á, thì chúng ta đã nhìn thấy hoa hồng nó rất là nhiều, hai bên lề đường, nói chung là đâu đâu cũng có đó. À, và đây là cái toàn cái cảnh mà cái độ rộng của công viên nhá. Nhưng mà thực tế mà nói thì nó cũng không rộng lắm đâu mọi người. Thực sự thì nếu chúng ta dành khoảng thời gian 1 tiếng đến 2 tiếng ở trong đây là vừa. Tại vì nói thẳng ra thì nó nhiều lắm. Nhưng mà gốc nào nó cũng hầu như nó cũng nấy nhau. Và đặc biệt là nó có rất nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mọi người hầu như là tất cả anh em mình hoàn toàn có thể tìm thấy được những cái màu rất là đẹp, trắng, xanh, vàng, hồng, đỏ gì mà nào cũng có hết á, và rất nhiều. Và ngày hôm nay với mình đi, nói chung là mình ngày hôm nay là cũng như giữa tháng 5, cũng không phải là đầu tháng 5 mà cũng không phải là cuối tháng 5 mà giữa tháng 5, nên là thực sự mà nói là cái lượng bông hồng nó còn lại rất là nhiều, và hầu như là những cái cây nào nó nở trước á thì nó cũng đã dần tàn rồi cả nhà. Trước mắt mọi người thấy nhìn thấy không, đây là cái cây bông màu tím rất là đẹp, và hầu như mình thấy những cái gốc cây ở đây nha, nó to lắm nha mọi người, hình như là người ta trồng khá lâu rồi đó nên là nó sẽ rất là to, và người ta cũng chừa những cái lối đi đủ để chúng ta có thể dừng lại chụp hình check in sống, nói chung là các kiểu. Và thực sự là rất là đẹp mà thực sự mà nói là hoa hồng của đây người ta trồng, không biết là người ta có bỏ thuốc bỏ phân gì không thì không biết, nhưng mà thực sự mà nói là rất là thơm nha. Khi mà chúng ta đặt chân vào, khi bước vào cổng á, là chúng ta đã nghe cái thoang thoảng cái mùi hoa hồng nó thơm rồi. Nên là mọi người có thể nhìn thấy rằng nhiều khi có nhiều người ta ngửi hoa hồng rất là nhiều mọi người ạ. Để mọi người thấy không, nó có rất là nhiều màu rất là đẹp luôn á, và rất là nhiều cái gốc thì chúng ta có thể lấy được những bức hình cực đẹp nha, rất là nhiều gốc. Trời hôm nay cực kỳ đẹp, nói chung là cực kỳ đẹp, nhưng mà hơi có gió một chút xíu, gió nhẹ nhẹ, nên là thực sự lý tưởng để chúng ta có thể tham quan ngắm cảnh ở khu vực này. Nó nhiều lắm mọi người, tức là mình bước vào cổng mà là mình thấy nó nhiều đúng không? Nó giờ nó có điều đặc biệt là trong cái khu vườn này á, nó trồng hoàn toàn là hoa hồng nha, nó chỉ xen một ít, rất ít thôi, rất ít những cái loại hoa khác thôi, hoàn toàn đặc biệt là hoa hồng 100% luôn đó. Nên là mọi người có thể tìm gặp được rất là nhiều cái loại giống hoa hồng khác nhau.
Còn mình đặc biệt mình thấy là những cái cánh hoa hồng màu tím tím nhạt như thế này nè, rất là đẹp nha mọi người. Nó gió lai 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 rất là đẹp nha. Nó sẽ lên hình nó cực kỳ đẹp. Với cái thời tiết mà khoảng tháng 5, tháng 6 ở Nhật Bản, nói chung là trời cũng khá nắng đó. Nhưng mà nhiệt độ nền cũng không cao Khoan lắm khoan đâu, bà, khoảng tầm 20 đến khoảng 25 độ C thôi. Nên là mọi người hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng, có thể đi chơi hoặc trong là là nói gì hả? Vô rất là thoải mái dùng cái thời tiết như thế này luôn á. Đây là một cái gốc. Đây là một cái gốc khác của vườn hồng nha mọi người, tức là nó nhiều lắm, nó nhiều gốc khác nhau lắm, nhưng mà mình thì riêng mình để mình thấy cái gốc này khá đẹp nè, tại vì nó sẽ có những cái vòm hoa hồng lên rất là cao, người ta làm thành những cái vòm hồng tròn và hai bên nó là những cái hàng cây rất là đẹp luôn cả nhà. Nhưng mà có điều là ngày hôm nay á, thì một số hoa nó đã tàn và một số hoa nó vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn tổng thể nói chung là nếu mà anh chị em mình đến đây á, thì mình nghĩ rằng tốt nhất á, là đầu tháng 5. Đầu tháng 5 thì lúc đó bông nó bắt đầu nở nha. Thực sự là bông nó bắt đầu nở. Đó thì mình sẽ chợp được những cái bông hoa đầu tiên của cái cành bông nó nhiều hơn hay nhiều hơn là hôm nay. Hôm nay thì hầu như là những cái bông mà nó nở đợt đầu tiên nó đã tàn rồi. Bây giờ là chỉ còn là những cái bông đợt giữa thôi. Nói sao hết nhưng mà nhìn rất là đẹp, tại vì nếu mình nhìn tổng quát á thì thực sự thì nó có những khóm, ví dụ như cái khóm này á, cái khóm này bông nở đang cực kỳ rất là đẹp luôn nè mọi người, thấy không, nó nở full luôn á mọi người. Vườn hồng này thì thông thường á, nó sẽ có hai đợt trong năm mọi người ơi, tức là cái đợt đầu tiên á, mọi người có thể giờ mùa xuân thì khoảng tầm cuối tháng 4 đầu tháng 5 kéo dài cho đến giữa giữa tháng 6 thì bông nó cũng còn rất là nhiều nha. Đó, và một cái đợt thứ hai là khoảng tháng 8 tháng 9, tức là đợt mùa thu á, đó thì hầu như là hai đợt đó, nó full bông gần như nhau hết nha mọi người, và người ta cắt tỉa rất là đẹp nha. Và anh chị em mình hoàn toàn có thể yên tâm là tại vì thực sự thì người ta tổ chức để thu phí mà, nên là những cái bông mà tàn rồi đi á thì người ta sẽ cắt tỉa rất là gọn, nên là chúng ta sẽ nhìn thấy được rất là bông, rất là nhiều nhiều bông nó đẹp. Ví dụ như là cái góc máy này ở cái khu này mình thấy còn rất nhiều cây vẫn chưa nở luôn á mọi người. Đó, một một số loại thì nó đã nở rồi nhưng mà có rất nhiều những cái nụ còn sót lại nó chưa nở còn nhiều lắm. À quên nữa, chia sẻ với mọi người luôn, vé vào cổng. Vé vào cổng là 1.500 yên, thì đại khái nó tương đương khoảng tầm gần 300 nghìn từ Việt Nam mình ha. Đấy, đây là cái hàng cây nè, tức là ở dưới là một cái lối đi, như ở trên là một cái bậc giống như tam cấp vậy đó. Nhưng mà có cái loại bông hồng, mình không biết là bông hồng gì đúng thật sự vậy. Nhưng mà nó nhiều lắm, tức là nó theo một cái dải dài này này. Và khi mà nhìn tổng quát á, thì rất là đẹp nha, tại vì mình lên hình nhiều khi cái ống kính của mình nó không có bao quát được hết, nhưng mà thực sự nhìn ở ngoài rất là đẹp, rất là đẹp luôn đó mọi người, thấy không, nó một cái hàng cây rất là dài và toàn bông hồng không đó, rất là đẹp. Nên là cái gốc này mình thấy là du khách người ta check in khá nhiều á, mọi người hay check in gốc này nhiều lắm. Và nếu anh chị em mình có những cái sở thích sưu tầm hoa hồng, cũng giống như là tìm hiểu về cái xuất xứ, cũng giống như là cái tên từng loại hoa hồng khác nhau á, thì anh chị em mình hoàn toàn có thể đến những cái vườn hồng như thế này. Tại vì ở dưới gốc trường, ở dưới gốc vườn hồng, ở mỗi một cái gốc cây á, người ta đều ghi rõ là cái tên của cái loại hoa hồng đó. Đáng lý là mình cũng muốn chia sẻ những cái điều đó, nhưng mà có thể thực tế là nó nhiều quá mọi người ơi. Nên là mình cũng không nhớ là cái bông hồng nào tên gì hết á. Tại vì nói thẳng ra Chiba thì cũng không xa Tokyo lắm, nói chung là cũng không xa lắm. Từ Tokyo mà về đây thì khoảng tầm 60 phút tùy tàu của mọi người. Nên là thực sự mà nói là ở đây chúng ta có nhiều thứ để khám phá. Ví dụ như là thực sự thì ở trước cổng nó có hai ba cái quán cà phê. Đó thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi trong đó để mà ngắm những cái bông hồng rất là đẹp luôn á. Nói về những cái dịp cuối tuần hay là những cái lúc mà thư giãn cùng với anh em bạn bè người thân. Đó thì đây là cái điểm check in rất là tuyệt vời khi đến Nhật Bản nha cả nhà. Cái mùi hương của nó thoang thoảng đẹp nha, tức là
Chúng ta khi chúng ta bước vào cái vườn hồng này á, thì chúng ta sẽ cảm nhận cái việc đầu tiên là cái mùi đó, cái mùi nó thoang thoảng, cái mùi hoa hồng thì chắc chắn ai cũng biết rồi, mình không cần nói nữa đúng không ạ? Đó, nhưng mà có lẽ là nó thoang thoảng nhiều lắm. Và ngày hôm nay mình đến đây với một cái ngày thường, nó không phải là những ngày cuối tuần. Thông thường thì mình sẽ đi vào những ngày cuối, thông thường thì mình sẽ đi vào những ngày trong tuần mọi người. Tại vì cái thứ nhất là mình đi như vậy nó ít người. Cái thứ hai là để mà có thể để mà đưa đến mọi người những cái thước phim đẹp á, thì mình hay chọn những cái ngày trong tuần, tại vì nó sẽ là những cái ngày thời tiết đẹp. Nên mình sẽ lựa vào những ngày thời tiết đẹp, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái ngày ít người thì mình mới có thể thỏa mãn được cái niềm đam mê là mình chụp được những cái bức ảnh đẹp, hoặc là mình quay được những cái cảnh đẹp nhất có thể. Đó, thì cái góc này khá đẹp nha mọi người, bông nở cực kỳ nhiều nha. Nhưng mà nói thẳng ra là năm nay ở Nhật Bản mình á, thì nó thuộc dạng thời tiết nó mưa nhiều đó mọi người. Tức là từ đầu tháng 4, từ cái mùa hoa anh đào năm nay là trời đã mưa rất là nhiều rồi. Nói giờ nó kéo dài lê thê lết hết cho đến đầu tháng 5 luôn. Đó, nên là hầu như những cái bông hoa mà nếu mà chúng ta không nhanh chân á, thì chúng ta sẽ không chụp được những cái khoảnh khắc đẹp nhất đâu. Tại vì mọi người biết là thiên nhiên mà bông hoa mà, tức là mưa xuống lại rụng hết. Và thực tế là ngày hôm qua trời cũng mới vừa mưa xong, nên mình cũng làm điều lại chứ mình cũng mới không chắc là nó còn nhiều đâu. Nhưng mà thật sự khi đến đây thì vẫn còn rất là nhiều và rất là đẹp. Và tất nhiên là ở đâu cũng vậy thôi, tức là sẽ có rất nhiều cái du khách, những người thích về hoa, về khám phá về thiên nhiên, người ta đến rất là đông. Và những người mà người ta yêu thích về công việc nhiếp ảnh, về phong cảnh, về cây cối, bông hoa, thiên nhiên, nói chung là người ta đến rất là nhiều nha mọi người. Đó. Và thông thường thì mình chia sẻ thêm với anh chị em mình là thực sự mà đến đây thì mọi người nếu mà muốn cho nó vắng vắng giống như bây giờ á, thì cái tầm khoảng tầm 11, 12 giờ trưa là rất là vắng vắng nha. Tại vì nó thẳng là hôm nay là cái giờ đó thì cũng chưa, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì nó cũng là khá xa nên là người ta thường thường người ta hay đến vào cái lúc khoảng tầm 2 giờ chiều á, là lúc đó trời khá đông á. Tại vì lúc cái buổi chiều á thì thời tiết nó cũng sẽ đẹp hơn chút xíu, dịu hơn chút xíu, giờ người ta phải chụp được nhiều hình hơn chút xíu. Mọi người thấy không? Nó còn khá nhiều nha, tức là nó vẫn còn rất là nhiều cái nụ vẫn chưa nở nha mọi người. Đó. Và bông hồng nó có cái đặc điểm là, tức là ở đây nó là sao ta? Ở đây nó nhiều đến mức độ mà nó rất là nhiều gốc. Đấy, nó tới 10.000 gốc luôn mà 10 gốc mọi người biết nó nhiều như thế nào đó. Nên là nó có những cây nó sẽ nở trước và những cây nó chưa nở. Đấy, nên mà chúng ta muốn 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 mà check in một cái lúc mà nó gọi là khoảng tầm đẹp nhất có thể á, thì mình khuyên mọi người là đầu tháng 5 nha cả nhà. Tức là sau khi mà anh chị em mình có một cái chuyến ngắm hoa tử đằng ở đâu đó ở Nhật Bản này gần Tokyo, thì anh ta hoàn toàn có thể tiếp nối đó đến cái mùa hoa hồng nha. Đó là những cái mà cái loài hoa mà nó nở luân phiên trong năm, và mình sẽ cố gắng mình chia sẻ cho cái kênh này thật nhiều để cho mọi người có thể biết nhiều hơn một chút xíu những cái địa điểm mà anh ta check in cũng giống như anh ta vui chơi. Rất là nhiều màu luôn, nói chung là màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng, rất là nhiều luôn mọi người, hầu như là màu nào cũng có. Và hồi nãy là mình thấy có những cây nó cái màu nó giống như là cái màu đen đen vậy, đỏ nhưng mà đỏ đậm, đỏ giống như đỏ bầm mọi người, nó cũng có trong vườn hồng này luôn nha. Đó, và cái gốc này đẹp, nói chung cái gốc này này mà nó full bông thì rất là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó cũng rụng khá nhiều rồi đó, tại vì trời mưa quá mà, cho nên nó rụng nhiều. Ừ.
Nhắc về Chiba thì thực sự thì mình cũng không có biết nhiều về Chiba lắm, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu thêm một vài cái địa điểm lân cận để anh chị mình có thể hoàn thành kết hợp những cái chuyến đi của mình cho nó khỏi phí thời gian không mọi người ha. Rồi mình sẽ cố gắng mình chia sẻ thêm trên những cái clip về sau. Nên là mọi người hãy đăng ký kênh để mà có thể theo dõi, để mà có thể biết nhiều thông tin nhất về Nhật Bản khi mà mọi người đến ha. Mình thấy cái góc này nè mọi người, cái góc này anh chị em nhà mình hay check in lắm nè. Tức là góc này người ta bài theo cái kiểu như là, nói chung là để chụp hình là chính đó, thẳng là vậy á. À quên nữa, chia sẻ thêm với anh chị em mình nha. Nếu mà anh chị em mình muốn có những bức ảnh đẹp, những bức ảnh mà toàn cảnh gốc hoa hồng á, thì nó cũng giống như ở Ashikaga nha mọi người, nó cũng giống như cái vườn hoa tử đằng bữa trước mình nói á. Thì ở đây người ta vẫn có một cái dịch vụ chụp ảnh nha mọi người. Đấy, thì bạn lấy liền, tức là khi mà anh em mình chụp ảnh thì tới lúc mà anh em mình ra cửa đi về thì lúc đó là cũng là lúc người ta đã lựa hình xong cho mình đó. Và đấy, cái góc này nè mọi người, cái góc này là cái bác người ta đang làm dịch vụ chụp ảnh đấy mọi người đó. À, sơ sơ như vậy để anh em mình biết được rằng một cái vườn hồng lớn, rộng, đẹp để anh em mình có thể hoàn toàn check in ở nơi đây ha. Thì thông thường mà nói thường thường ở những cái địa điểm mà người ta trồng những cái hoa để mà người ta để khám phá du lịch á, thì người ta sẽ có luôn cái phần bán cây giống nha mọi người. Và đây là cái nơi bán cây giống mà cực kỳ lớn luôn á, tức là những giống hoa hồng mà hầu như ở trong vườn hồng này nó có là người ta đều bán cây giống hết nha. Đó, và ngay bây giờ là nó nằm ngay cái lối ra luôn, tức là người ta cũng cố tình theo mình thì chắc là cố tình, thông thường nó sẽ là như vậy, tại vì nó giống như là cái cách để cho người ta, nói chung là nói về kinh doanh nó thẳng là vậy á, tức là khi vào ở một cái cổng riêng nhưng mà khi về á thì sẽ là một cái cổng riêng đó, và khi ở cái cổng về á thì lúc nào nó cũng sẽ bán những cái hàng lưu niệm đấy. Ở bên đây thì nó sẽ bán những cái hàng lưu niệm nha. À, lưu niệm thì nó sẽ có những cái khoản lưu niệm rất là nhiều, mọi người có thể tham quan và mua một ít ha. À, thì hầu như những cái sản phẩm mà lưu niệm thì nó sẽ dính dáng hoặc là liên quan đến hoa hồng nha mọi người. Đấy thì nó có nón này, nó có mũ, nó có nước hoa, nó có tất tật mọi cái, và nói chung là giá của nó thì nó phụ thuộc vào cái chất lượng sản phẩm thôi. Nói chung là giá cũng mềm, mà giá nói chung là đồ lưu niệm thì nói chung là giá không có cao đâu mọi người. Việt Nam nó chỉ dao động trong khoảng tầm vài chục ngàn đến vài trăm ngàn thì Việt Nam mình thôi đó. Và ở đây người ta bán cây giống rất là nhiều nha, mình đi một vòng để cho mọi người có thể biết được ha. Đó, người ta làm sẵn những cái vàng như thế này, nếu mà anh chị em mình ở Nhật có nhu cầu mà trưng bày ở nhà mình hoặc là mua về trồng á, nó thì hoàn toàn có thể đến đây mua. Và thật sự mà nói thì ở tất cả những cái siêu thị ở Nhật Bản hoặc là ở đâu đó người ta bán hoa rất là nhiều đó, nhưng mà nếu mà chúng ta đến đây chúng ta thấy một cái giống hoa hồng nó lạ hoặc là những cái màu mà ở những khác không có, ở thì ở đây nó hoàn toàn có nha cả nhà. Nói thì anh em mình hoàn toàn có thể mua mang về ha. Và mình thấy là người ta để giá trung bình là khoảng tầm 300-400 yen cho đến khoảng tầm 1-2 ngàn yen, nói chung nó dao động khoảng tầm 50.000, 60.000 cho đến khoảng tầm vài trăm ngàn Việt Nam mình. Và thực tế là khi mà chúng ta mua cái hoa hồng về trồng á, thì hầu như là chúng ta xài rất là bền từ năm này qua năm kia luôn nếu chúng ta chăm sóc kỹ đó. Mọi người thấy không, rất nhiều cây giống người ta đang bày bán nha mọi người. Thật sự mà nói thì nếu mà đến đây thì anh chị em mình chỉ nên dành 1 tiếng 2 tiếng để check in, để khám phá thôi. Ngoài ra thì anh chị em mình có thể thưởng thức những cái món ăn ở trong những cái nhà hàng gần đây, người ta bán những cái quán người ta bán rất là ngon nha. Đó, cây giống rất là nhiều luôn, nhiều lắm mọi người, tức là nó nhiều. Rồi một chút xíu như vậy để chia sẻ cho anh chị em mình biết thêm một chút xíu về, nếu anh chị em mình đến tháng 5 hoặc là anh chị em mình đang có bạn hoặc là anh chị em mình đang có dịp muốn ở Nhật Bản vào tháng 5, thì vườn hoa hồng, những cái vườn hoa hồng ở Nhật Bản vẫn là một cái nơi rất đáng để chúng ta check in nha cả nhà. Đấy. Cái khu này là khu cây giống mọi người.
nên là ngoài cây giống ra thì người ta còn bán thêm đất, thêm phân, nói chung là bán tất tật để chúng ta có thể mang về nhà trồng được đó. Còn bây giờ thì mình kết thúc cái clip ở đây nha cả nhà. Chúc anh chị em mình có buổi làm việc thật là thú vị ha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nha.